Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có ngũ sắc quý cô chú anh chị em, cẩm thạch nhiều màu và một số cây mini ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi em chào chị. Rồi chào Thái, dạ chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em có một số cây hoa giấy thành phẩm để giao lưu với cô chú anh chị. Dạ mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Địa chỉ nhà vườn em là ấp Tân Thượng B, xã Tân Dương, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0334497872, đó cũng là số Zalo của em. Hôm nay em lên mã A nha cô chú anh chị. Này là 1A. Này cây này 5 màu lá xanh, gồm màu hồng tiết, tím tiết, trắng tiết, tím siêu hoa với ba la canh, 5 màu. Cây này tán ngang 39, chiều cao 55. Giá dòng cổ là 14, mã làm giao lưu là 200.000. Tất cả đều miễn phí ship nha quý anh chị em. Dạ mã 2A. Này 4 màu lá xanh gồm màu tím tiết, trắng tiết, hồng tiết và màu đỏ zip da. Dạ cái này với ba la canh nữa, này là 5 màu luôn á. Này tán ngang 45, chiều cao 55. Dòng cổ là 17 và mã nam giao lưu là 220.000. Dạ mã 3A. Này tím siêu hoa. Dạ cái này tán ngang là 45, chiều cao là 50. Dạ dòng cổ là 18 và mã nam giao lưu là 220.000. Dạ mã 4A. Cái này 3 màu, gồm màu ba la canh, màu trắng tiết với màu tím tiết. Dạ này tán ngang là 38, chiều cao là 44. Dạ dòng cổ là 13, dạ mã nam giao lưu là 220.000. Rực rỡ hoa anh chị. Dạ mã 5A, tím siêu hoa. Dạ, cái này tán ngang là 49, chiều cao là 56. Dạ vành cổ là 21, mã nam giao lưu là 280.000. Dạ mã 6A. Cái này 7 màu cẩm thạch, gồm màu đỏ, màu vàng, màu hồng, tím lục bình, tím siêu hoa, tím tiết, ba la canh. Dạ cây này tán ngang là 49, chiều cao là 56. Dạ dòng cổ là 20, dạ mã nam giao lưu là 250.000. Cái này cái gửi nó hơi bị khô đây chút thôi chú anh chị. Cày nhẹ quá chị. Dưới đây nó cũng bị khô. Rồi 250.000. Dạ mã 7A. Cái này 9 màu cẩm thạch, gồm màu cam, màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu ba la canh, màu tím siêu hoa, màu trắng với tím tiết. 9 màu cẩm thạch nè chú anh chị. Dạ cái này tán ngang là 56, chiều cao là 61. Dòng cổ là 23, dạ mã nam giao lưu là 350.000. Dạ mã 8A. Cái này là hồng gân với hồng gân cẩm thạch. Dạ, cái này tán ngang 40, chiều cao 57. Dòng cổ là 15, dạ mã nam giao lưu là 200.000. Dạ mã 9A. Cái này hồng gân. Dạ, cái này tán ngang là 52, chiều cao là 61. Dạ dòng cổ là 17 và mã nam giao lưu là 220.000. Dạ mã 10A. Cái tiểu Ấn Độ. Hoa rất đậm quý anh chị em. Này tán ngang 50, chiều cao 59. Dạ dòng cổ là 13, mã nam giao lưu là 200.000. Dạ mã 11A.
Cái này 7 màu cẩm thạch, gồm màu hồng, màu vàng, màu tím tiết, màu tím lục bình, màu trắng, tím siêu hoa với màu ba la canh. Và cái này tán ngang là 50, chiều cao 59. Và dòng cổ là 15, và mã năm giao lưu là 300.000. Và mã 12A. Cái này 3 màu gồm tiểu Ấn Độ, hồng găng với vàng hoàng kim. Dạ này tán ngang 43, chiều cao 66. Dạ hoành cổ là 15, dạ mã năm giao lưu là 200.000. Dạ mã 13A. Này là hồng găng. Dạ cái này tán ngang là 52, chiều cao là 66. Dùng cổ là 15, dạ mã năm giao lưu là 200.000. Dạ mã 4A. Tím siêu hoa. Dạ cái này tán ngang là 46, chiều cao là 72. Dạ, dòng cổ là 26, năm giao lưu là 400.000. Ở trên nhánh này nó hơi bị khô vô chú anh chị. Rồi, cái này giao lưu là 350.000 đi, nó bị khô cho nên bớt 50.000 khô trên cái thân. Cái nhánh ngoài quý anh chị em. Cái chi dưới đó mình không thích mình cắt có thể đẹp quý anh chị. Rồi 350.000. Dạ mã 15A. Tím siêu hoa. Dạ cái này tán ngang 51, chiều cao 65. Dạ dòng cổ là 15, mã năm giao lưu là 320.000. Này cũng bị khô đây chút nữa chú anh chị. Khô nhẹ ngoài. Mã 16A cũng là tím siêu hoa. Này tán ngang là 50, chiều cao là 69. Dòng cổ là 19, mã năm giao lưu là 320.000. Dạ mã 17A. Cái này 9 màu cẩm thạch, gồm màu cam cầu vồng, màu đỏ, màu tím lục bình, màu hồng, màu tím siêu bông, màu trắng, bờ lai can, tím tuyết, màu vàng nữa. Dạ này tán ngang là 65, chiều cao là 81. Dạ dòng cổ là 23, dạ mã năm giao lưu là 550.000. Dạ mã 18A. Cái này 4 màu lá xanh gồm tím siêu bông, đỏ zip pizza, hồng tiết và trắng tiết. Với tím tiết nữa này 5 màu. Dạ này tán ngang 50, chiều cao 74. Dạ dòng cổ là 18, mã năm giao lưu là 350.000. Dạ mã 19A. Cái này 6 màu cẩm thạch, gồm bờ la canh, màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu tím siêu hoa, cam cầu vồng. Dạ, cây này tán ngang 47, chiều cao 73. Dạ, dòng cổ là 21, mã năm giao lưu là 350.000. Dạ, mã 20A, tím siêu bông. Dạ, cái này tán ngang là 54, chiều cao là 74. Dòng cổ là 25, mã năm giao lưu là 450.000. Cây bị chóc da đây đúng không chứ anh chị?
Dạ má 21A. Cái này 5 màu Thái, gồm màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu hồng, màu trắng phớt hồng và màu hồng phấn quý anh chị em. Cây này không có màu vàng. Màu hồng phấn gia nhân nè. Dạ cái này tán ngang là 70. Nè có màu vàng mà không có màu cam á. Này có màu vàng không có màu cam. Tán ngang là 72. Chiều cao là 85. Cây lùng lực ha. Dạ dòng cổ là 31. Dạ mã em vô luôn là 600.000. Cây này lúc vận chuyển nó bị chóc da chứ không có bị gì nghe chú anh chị. Cây vẫn khỏe quá. Dạ do chóc da thôi, 600.000 bao phí ship. Dạ mã 22A. Tím siêu bông. Dạ cây này tán ngang là 53. Chiều cao là 83. Dùm cổ là 19, nhà má năm giao lưu là 450.000. Đế nó già quá anh chị em. Mã 23A. Này tím siêu bông. Rực rỡ, tàn tròn quay. Cái này tán ngang là 61. Chiều cao là 85. Vùng cổ là 25, mã năm giao lưu là 500.000. Mã 24A. Cái này 5 màu Thái, gồm màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ và màu trắng. Rồi cái này tán ngang là 64. Chiều cao là 95. Giá hoành cổ là 32, giá mã năm giao lưu là 950.000. Form tàn gom đặc quý anh chị em. Ngũ sắc Thái ha. Rồi cái gửi đây nó cũng bị chóc chút nhỏ miếng nhỏ luôn chú anh chị. Lúc vận chuyển nó bị chóc một miếng. Dạ mã 25A. Cái này 6 màu Thái, rồi màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu trắng và màu hồng phấn. Hồng phấn nè quý anh chị em. Dạ wow. Cái này tán ngang là 60. Chiều cao là 92. Và dòng cổ là 29, và mã này em giao lưu là 950.000. 6 màu Thái à, rực rỡ quý anh chị em. Dạ mã 25A cũng là mã cuối clip của vườn em hôm nay ạ. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ vườn em. Chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ, làm phát tài phát đạt. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn chị Phước Tài nha.